Xin chào các anh chị, chúng ta sẽ tiếp tục gặp nhau trong bài học số 2 trong cái chương trình khóa học phát triển hệ thống đại lý bán hàng online, giúp bùng nổ doanh số, giúp phát triển hệ thống và bán hàng hệ thống. Nhờ cái việc là chúng ta phát triển được rất nhiều những người bán hàng cho chúng ta. Ok. Và bài học này thì cũng là một bài học đơn giản thôi. Những sản phẩm nào thì chúng ta nên áp dụng theo mô hình này. Thực ra thì tôi nói các bạn nghe này, với bất kỳ sản phẩm nào các bạn hoàn toàn cũng có thể áp dụng mô hình này được. Với bất kỳ sản phẩm nào nhá, chứ không phải là chỉ có mỹ phẩm hay là chỉ có sản phẩm làm đẹp hay sản phẩm chăm sóc sức khỏe thì mới làm được. Tuy nhiên thực tế thì hiện nay ba cái dòng sản phẩm tôi vừa liệt kê đấy là mỹ phẩm, làm đẹp và chăm sóc sức khỏe đấy, ví dụ như thuốc thang hay thực phẩm chức năng đấy, thì là đang được áp dụng cái phương thức bán hàng này rất là tốt và đem lại hiệu quả tốt. Các bạn cứ tưởng tượng đi, mình có 1.000 người bán hàng trong tay, mình có 5.000 người bán hàng trong tay, hay là thậm chí 10.000 người bán hàng trong tay, thì điều đấy sẽ rất là kinh khủng và rất là tuyệt vời. Bởi vì bản thân những người bán hàng nó cũng chính là người mua hàng, và bản thân những người bán hàng cũng sẽ luôn luôn tìm kiếm những người bán hàng nữa và luôn luôn tìm kiếm những người mua hàng nữa. Cho nên là gì, đây là những cái phương thức bán hàng rất là tốt đó. Thế thì tôi nhắc lại cái ý thứ nhất là tôi muốn nói là bất kỳ một cái sản phẩm gì các bạn hoàn toàn có thể thử nghiệm bán hàng theo phương thức này. Nhưng để thành công hoặc là thực tế, tôi cũng đánh giá rằng là những sản phẩm làm đẹp, sản phẩm chăm sóc sức khỏe, sản phẩm gọi là mỹ phẩm, đúng không? Rồi thì các cái dịch vụ có liên quan đến làm đẹp, các cái dịch vụ du lịch hoặc là các cái dịch vụ đặt chỗ vân vân, chẳng hạn như là các cái phương thức mà bán hàng theo kiểu mô hình affiliate, tức là mô hình marketing liên kết, giới thiệu người mua thông qua cái một kênh như vậy, hiện nay cũng đang rất là phát triển ở các cái trang thương mại điện tử lớn trên thế giới, như là Alibaba hay là Amazon hay là eBay hay là Airbnb vân vân, tức là giới thiệu khách hàng, bạn có thể được hưởng hoa hồng cái phần giới thiệu đó, có thể vài phần trăm cho đến 1-20%. Đấy chính là lý do tại sao mà nó phát triển cái mô hình affiliate. Thì tôi cũng sẽ có một cái bài học giới thiệu về mô hình affiliate marketing cho các bạn trong cái khóa học này, để các bạn so sánh và các bạn học hỏi thêm đó. Thế thì đấy là một số những cái sản phẩm chính, cụ thể như là gì, thuốc giảm cân, thuốc tăng cân, mỹ phẩm, son môi, son dưỡng, tất cả những cái dòng sản phẩm làm đẹp chăm sóc sức khỏe đều được, đúng không? Hay là những cái sản phẩm hóa mỹ phẩm như là dầu gội, như là sữa tắm, ok, đấy là gọi là sản phẩm làm đẹp, cũng rất là tốt. Thuốc thang chăm sóc sức khỏe rất là tốt, đúng không? Thuốc đông y, thuốc tây y. Khi mà mình phát triển theo mô hình này thì không nhất thiết là mình phải xây dựng công ty hoặc là mình phải thành lập công ty. Nếu mà mình muốn xây dựng công ty và thành lập công ty cũng được. Còn nếu không thì mình hoàn toàn có thể là cứ làm cá nhân, cứ phát triển, cứ bán hàng, cứ thu tiền về đã, hòm, sau này làm ăn bài bản chuyên nghiệp và có doanh thu tốt, có lợi nhuận tốt rồi thì mở công ty để cho nó mọi thứ nó minh bạch, có thương hiệu, có uy tín, nộp thuế các thứ cho nó yên tâm, đúng không? Bởi vì mình kinh doanh mà. Đấy, thí dụ như là cái hãng Oriflame là một cái hãng mà người ta cũng áp dụng cái mô hình bán hàng đa cấp chân chính, thì họ phát triển các hệ thống bán hàng rất tốt, cứ người bán hàng giới thiệu người bán hàng, người mua lại giới thiệu người bán lại giới thiệu người mua, cứ liên tục như thế, và họ có hàng vạn người bán hàng cho mình. Đấy, thế nhưng mà nhược điểm của họ là họ bị bó hẹp trong cái mô hình bán hàng đa cấp, rồi thì họ không sử dụng các công cụ online nhiều. Thế bây giờ mình mix hai công cụ này vào với nhau, mix hai mô hình này lại, thì mình tận dụng những cái lợi thế của bán hàng truyền thống và đa cấp, và kết hợp với tận dụng những lợi thế của bán hàng online. Đấy, nên lựa chọn những cái sản phẩm là gì, có cái khả năng dễ bán, có lợi nhuận tốt, có tính hao mòn, có khả năng tái mua. Hãy nhớ những điều đấy, những cái sản phẩm mà như tôi vừa liệt kê ra như vậy thì sẽ có cái khả năng bán theo mô hình phát triển hệ thống tốt. Bởi vì nếu mà bạn phát triển người bán mà giả sử rằng đến 6 tháng nửa năm người ta không bán nổi một sản phẩm, thì bạn sẽ phát triển người bán sẽ rất là khó khăn, rất là mệt mỏi, đúng không? Cố gắng là những sản phẩm mà nó tiêu dùng ngay, tiêu dùng nhanh và nó có biên độ lợi nhuận tốt. Có thể họ sẽ làm theo kiểu là năng nhặt chặt bị, hoặc là nhặt được một cái số lượng đơn hàng lớn. Đấy, tôi sẽ giới thiệu với các bạn một cái học viên của tôi học cái chương trình bán hàng online trên Facebook, mà tôi cũng tư vấn cho bạn ấy tham gia cùng bạn ấy. Bạn ấy bán thuốc giảm cân. Thì rất nhiều cái đơn vị bán thuốc giảm cân, ta cũng không bàn về cái chuyện là chất lượng của thuốc giảm cân có tốt hay không nha, tôi chỉ đang nói về cách làm và mô hình. Còn những chuyện đúng sai khác vui lòng không thảo luận ở trong cái video bài học này.
thì bạn ý làm theo phương thức là bạn là nhà sản xuất, bạn đã đi đặt hàng sản xuất ở nước ngoài về, hoặc là các bạn có thể sản xuất trong nước, hãy tìm những cái đối tác sản xuất tốt có cái uy tín chất lượng và có cái giấy cam kết và giấy lưu thông về sản phẩm, đúng không? Thế thì khi mà bạn ấy bắt đầu phát triển như vậy, nó bắt đầu bạn ấy cứ tìm những cái người bán buôn, những người mà chuyên nhập về sau lại đi bán lại cho người khác, cứ tìm như thế, mỗi một vùng miền tìm một vài tỉnh thành, giống như là mô hình phát triển kinh doanh mà mình vẫn học trong kinh nghiệm sale thông thường thôi. Đấy, sau đó thì các cái đại lý đấy lại tiếp tục tìm những cái đại lý bên dưới, và bạn ấy chỉ lo sản xuất, làm OEM hoặc là đặt hàng theo cái đơn đặt hàng của khách hàng. Và như vậy một năm bạn ấy có thể cung ứng ra thị trường rất nhiều các cái đầu sản phẩm, rất nhiều các thương hiệu khác nhau, bởi vì bạn ấy đặt sản xuất OEM được và bạn ấy có rất nhiều các cái đại lý trong tay, và mỗi một đại lý này lại sở hữu trong tay một hệ thống vài chục cho đến vài trăm hoặc thậm chí là vài nghìn người bán hàng, và lợi nhuận của bạn ấy tôi được biết là mỗi tháng có thể lãi vài trăm triệu là rất là bình thường, rất là phổ biến. Thế còn đối với những cái sản phẩm mà tương tự như thế, như là thời trang hay là mỹ phẩm hay là những cái thực phẩm chức năng, các bạn hoàn toàn có thể làm theo mô hình này và có được cái mức lợi nhuận tốt, đúng không ạ? Vấn đề là bạn, cách bạn làm như thế nào, bạn làm quyết liệt tới đâu, bạn có khả năng tài chính, bạn phát triển hệ thống nhân sự ra sao. Đấy, hoặc là các bạn có thể nhìn thấy các ngôi sao showbiz hoặc là các hot girl, hoặc là thí dụ như là Ngọc Trinh chẳng hạn. Đấy, đúng không ạ? Ngọc Trinh cũng là một cái người nổi tiếng ở trên mạng, và bạn ấy cũng kinh doanh theo mô hình bán hàng, phát triển hệ thống đại lý, và bạn ấy cũng rất là thành công, doanh số rất là lớn và có thu nhập rất tốt, đúng không? Thì bản thân đấy là chúng ta hình dung ra. Rồi, tôi xin phép kết thuận rồi, tôi xin phép kết luận lại cái bài học này. Đấy là tôi muốn nói là những sản phẩm gì thì có thể phát triển theo mô hình này được. Thì tôi nhắc lại là thứ nhất là mọi sản phẩm các bạn đều có thể suy nghĩ đến, bất kể một sản phẩm và dịch vụ gì đều có thể làm được. Thứ hai là hãy tập trung vào những sản phẩm làm đẹp, chăm sóc sức khỏe, sản phẩm y tế, những sản phẩm mà bán nhanh, tiêu dùng nhanh, tiêu dùng ngay, có khả năng lợi nhuận tốt và dễ bán ở trên mạng, thì hãy bán theo mô hình này, các bạn sẽ có thể dễ dàng thành công. Ok, một lần nữa xin được cảm ơn các anh chị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong bài học tiếp theo. Bye bye.